lên liền. Hey, 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 chết rồi, đội trưởng chấn thương rồi mọi người ơi, đổi đội trưởng đi, đổi đội trưởng đi, đội trưởng bị chấn thương rồi mọi người ơi, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, ôi xin lỗi. Mời lái gió mà quên ạ. Dạ, đó là tài năng của đội trưởng Phạm Đình Thái Ngân đó. Và hiện tại anh ta đang bị dạ, có gì đi đệm.